các bạn có biết rằng chỉ có 200 chiếc mũ như thế này được sản xuất ra trên toàn thế giới. Chi tiết của chiếc snapback này chúng tôi lấy ý tưởng từ nghệ thuật tattoo và mang một chút hơi hướng Hoàng Giang. Và bây giờ chúng tôi muốn tiết lộ với các bạn một bí mật, đó là những chiếc Breaking này nó được viết tắt từ Breaker, Helmut and Kingdom. Bộ sản phẩm của chúng tôi lần này gồm có 2 chiếc mũ và chúng tôi gọi nó là Day và Night. Đây là sản phẩm mới nhất của Breaker và Helmut.